đang ăn bún riêu ngay cái đường này là Lê Trọng Tấn. Rất là đông người nha quý vị. Đây bún riêu, bún nổi tiếng nha, rất là hoành tráng. Bún này là mấy chục năm rồi phải không? Dạ. Bảng giá thấy không? Có riêu cua, tôm khô, đậu hũ, huyết. Đây là cái giá kêu thêm. Còn bên đây là giá gốc là 20.000, 32.000, 3.000, gỏi cuốn là 6.000. Đem về là rau rất là sự, có sẵn rau đây ha. Rau, rau muống đầy đủ. Đây chả là 3.000. Đây các bạn phục vụ đây. Rồi. Làm rất nhanh. Ở đây ăn có xe hơi đến ăn đó nè. Có xe hơi đến ăn bình thường. Đó. Chung hiếu quá ta. Dạ em. Phải anh không? Dạ. Trời ơi, em coi clip anh hoài luôn. Dạ. Dạ. Có người xa biết em rồi nè. Hên quá có người biết cho người ta cho quay với anh, người ta đuổi chết thấy bà luôn à. Mới về hả? Dạ mới về hôm qua bữa nay ghé ăn đây rồi đó. Vậy hả? Dạ. Sao anh biết ở đây? Tuổi thơ ở đây mà. Có gì hả? Xưa ở đây là hồi xưa còn đi học mà ở đây thì cũng được xíu à. Ở đây nó gọi là đi lên cao đôi nè. Đúng rồi. Được xíu à, không bóng. Dạ. Cho nên đó là cái quán này là xưa em ăn biết bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ chứ không có tiền một lần thì ăn cơm bữa xong rồi lại. Dạ. Bình dân từ món ăn đến giá cả mà lại ngon chứ không phải là bình dân là không ngon. Nhiều người lầm á, tưởng đâu vô sang trọng là ngon, không có đâu. Đó. Rồi giới thiệu cho quý bà con là đến thì phải đến đây, cái khu này là Lê Trọng Tấn. Lê Trọng Tấn đối diện với trường mầm non ngôi sao. Nhìn qua ha, đó. Nhìn qua đây có quán này. Ở đây mình bán từ mấy giờ vậy? Từ 1 giờ rưỡi. Dạ. Một gà mà bán khoảng mấy ngàn thôi. Bán thấy rẻ quá vậy có lời không? Thấy không lập lời quá. Thấy không lập lời biết cái gì? Tại vì đây mình không có mặt hàng này ra giá. À đất nhà. Thôi cảm ơn đi nhờ vậy mà bà con được nhờ. Dạ. Vậy nha. Dạ. Ở Lê Trọng Tấn này á, gần Tân Kỳ Tân Quý á, có một cái quán bún riêu phải nói là rất là đông khách, rất bình dân mà lại rất ngon. Ở đây là những người mà thế hệ với em là năm sinh năm 70 mấy á, thì trên con đường này cái quán này không có gì là lạ lùng cả. Và đây cũng là điểm mà các YouTuber đến đây review khá nhiều, và những người Việt kiều về đây thì cũng hay tìm cái quán này. Nó không phải là một cái quán gì quá cao sang, nhưng mà đây là một cái quán bình dân, giá rất bình dân, món ăn cũng rất là đơn giản. Nhờ được một cái là nêm nếm rất là hợp khẩu vị. Quý vị coi xung quanh đi. Bây giờ bắt đầu đã đông lên rồi đó. Đông lên. Đó người ta đi xe đến rất nhiều rồi, thấy không? Và ở đây là toàn là những người sành ăn đến quán này. Còn người bình thường chắc là ít biết, nhưng mà anh em Việt kiều thì có lẽ biết rành quán này lắm. Thì chút xíu tôi sẽ review cho quý vị thấy là từ món ăn như thế nào, giá cả là làm sao. Và quan trọng đây bà chủ rất là vui tính nha. Bà chủ đang vui tính lắm. Anh ơi cho hỏi mình gửi xe về có tốn tiền không anh? Miễn phí xe luôn, mà thấy lịch sự chưa? Nhiều người đi ăn là gửi xe trong thành phố là phải tốn tiền, gửi xe nó đây free. Bạn biết một tô bún á mà đầy đủ nha, đầy đủ everything luôn, có 32.000 thôi đó. Và nước mía đây chỉ có 10.000 một ly, chả 3.000 một cây. Và đây có canh bún rất ngon. Tô bình thường, canh bún 20.000. Bữa nay tôi ăn no bụng. Tôi ăn no bụng luôn quý vị, 2 giờ chồng ăn no bụng. Chỉ có 68.000. 68.000 là chưa tới 3 đô la. Đó, thấy ngon chưa? Bình dân. Tôi giò. Tôi giò nha, đây là nước mía nè. Đây là tô thường. Ừ, vậy nước mía này, nước mía nha. Là ngon.
me, mắm me đúng bài luôn á, nước mắm nè, mắm tôm, nói chung là rất là sạch sẽ nha quý vị, sạch sẽ lịch sự, đầy chả đó. Thì ở đây một cái mâm mà tôi mang đây, cái này thì mình bao nhiêu tô anh hả? 32 ngàn. Của tô này 20 còn trả nhiều cái 3 ngàn cái này 10 ngàn, quá bình dân, quá bình dân luôn, rất rẻ mà ngon. Tô uống riêu bự chà bá như vậy đầy đủ đồ chỉ có 32 ngàn thôi. 32 ngàn, trời ơi, ở đâu ra mà rẻ dữ vậy nè. Đây cái gì coi nè, ông giò nè, đậu hũ nha, đầy đủ không thiếu gì hết nha. Này nha, quyết nha, cua nè, một miếng cua bự nè ha. Hả? Rau nè, phải không, dĩa rau đã không, mắm me không thiếu gì nào, mắm me ớt xay. Rồi mắm tôm, ăn cái này mà không bỏ chả vô là sẽ mất ngon, phải bỏ chả vô. Để trả 3 ngàn thôi, 3 ngàn thôi. Ở đây còn món canh bún nữa, trời bữa nào tôi ghé ăn canh bún lại mới được. Trời tiếc quá, nãy biết rồi mua kêu một cái canh bún một cái rồi. Có đúng rồi, giờ bán nào hết thôi. Đây rau trụng nha. Bây giờ em sang thử coi như thế nào nha quý vị. Đây nha. Rất là thơm. Uống vô chỗ sống là lấy rau trụng. Canh giò cũng đậu. Rất là thơm. Không phải tự nhiên mà nó đông, lại có cái ngon của nó mới đông vậy. Cho mình đầy đủ các cái món cần thiết mà nó rất là bình dân. Đây là khoái nhất dưới eo nè.